Theo Bộ Y tế, từ đầu năm cho đến nay, cho thấy là cả nước đã ghi nhận hơn 5.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có một trường hợp tử vong tại Bình Thuận. Tại Hà Nội, thì cộng dồn từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn thủ đô có 175 ca mắc tay chân miệng và đang có dấu hiệu tăng lên, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thấy con có biểu hiện sốt, nổi các nốt mọng nước ở lòng bàn tay chân. Ngay ngày thứ hai, chị Hương đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm khám và bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng. Tuy nhiên, bệnh tiến triển khá nhanh, bệnh nhi thậm chí bị biến chứng vào phổi. Các bác sĩ đã phải điều trị tăng cường. Đến nay sau 7 ngày, bé đã đỡ hơn. Thứ đầu vào đây là trong tình trạng là cháu thở rít và thở nhanh, khó thở và người mệt mỏi. Biến chứng vào bệnh viện phổi. Thế cho đến ngày hôm nay thì điều trị thuốc các thứ thì cháu mệt lên đi chơi rồi. Còn em bé này cũng nhập viện trong tình trạng sốt cao, nổi nhiều nốt mọng nước và loét họng. Đến hiện tại, bệnh nhi cũng đã điều trị được 9 ngày và tình trạng đang thuyên giảm dần. Lây của bạn chị cũng đang đi học. Bạn này thì bạn ấy sốt cao mất 3 ngày, nó bỏ ăn, không chịu ăn. Theo các chuyên gia, tay chân miệng thường bùng phát vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5, nên hiện tại đang vào giai đoạn đỉnh dịch. Riêng tại khoa hồi sức tích cực nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số bệnh nhi mắc tăng đột biến trong 2 tuần trở lại đây. Trẻ có dấu hiệu như nổi các nốt ở tay, chân, khuỷu tay hoặc phát ban, mệt, bỏ ăn. Hiện tại thì cái tỷ lệ bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng rất nhiều. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì hệ thống phòng khám mỗi ngày có thể có những ngày tiếp nhận khoảng độ vài chục bệnh nhân đến khám vì có những cái biểu hiện, những triệu chứng giống bệnh tay chân miệng. Trong đó thì tất nhiên là đa phần là những trường hợp chúng tôi cho về, nhưng cũng có một số trường hợp là phải vào nhập viện bởi vì có những dấu hiệu nặng của bệnh. Mặc dù tay chân miệng là bệnh lành tính, tuy nhiên nếu chủ quan, bệnh cũng có thể chuyển biến nặng và để lại nhiều biến chứng như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, nguy cơ dẫn đến tử vong. Do đó, phụ huynh cần theo dõi các dấu hiệu bất thường của trẻ để kịp thời xử lý. Hiện tại cũng chưa ghi nhận tỷ lệ các ca nặng tăng cao bất thường so với mọi năm, nhưng nếu dịch bùng phát mạnh, số ca mắc tăng nhanh cũng sẽ gây khó khăn cho việc thu dung điều trị và nguy cơ dịch chồng dịch bởi thời điểm giao mùa thích hợp cho các loại virus phát triển. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tăng cường đề kháng cho trẻ, giữ vệ sinh môi trường xung quanh trẻ như nơi ở, lớp học. Thưa quý vị, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Các biện pháp phòng chống được Bộ Y tế đưa ra là tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh, thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che miệng khi ho, hắt hơi. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh. Thưa quý vị, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã lên tới hơn 200 người tại 16 quốc gia. Vậy đậu mùa khỉ có đường lây truyền như thế nào và căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm ra sao? Phóng viên của Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia để thông tin cụ thể tới quý vị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm đâu là nguyên nhân gây ra đậu mùa khỉ và cái đối tượng nào thì có thể nhiễm đậu mùa khỉ? Gần đây thì cái việc mà phát hiện ra cái vật chủ chính của cái bệnh này nó lại là từ những cái chuột và một số động vật hoang dã. Một số các cái quốc gia châu Phi vẫn là những cái quốc gia mà có thể nói là hàng đầu lưu hành cái bệnh này. Một cái bệnh mà đã được tìm thấy từ những cái năm 53, người ta đã phát hiện ra cái bệnh này rồi. Tuy nhiên, trong cái thời gian gần đây thì lại xuất hiện một loạt các cái trường hợp lây nhiễm ở châu Âu, rồi Bắc Mỹ và một số quốc gia khác, cho thấy rằng rất có thể là bệnh đã có một cái sự biến đổi gì đó để có thể dễ lây hơn ở người. Tất cả các lứa tuổi đều có nguy cơ mắc cái bệnh này. Trước đây ấy, có một tỷ lệ nhất định những cái người lớn tuổi
đã được tiêm chủng đậu mùa thì những người này lại không nhiễm hoặc là nhiễm thì rất là nhẹ đối với cả đậu mùa khỉ. Những cái người trẻ hơn khi mà chưa hề có cái vaccine này là những cái đối tượng mà nguy cơ cao hơn. Bệnh thì có thể gây ra những cái biến chứng như thế nào? Trong những năm gần đây người ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong nó giảm xuống, nó chỉ vào khoảng độ 3-6%. Đấy cũng là một cái con số khá là nguy hại. Bệnh có rất nhiều biến chứng phổi, biến chứng não, biến chứng da, rất nhiều loại biến chứng và biến chứng thần kinh. Thì chúng ta thấy với những cái biến chứng như vậy, cái nhóm càng nhỏ thì cái nguy cơ tử vong càng cao. Và chúng ta cũng thấy những cái nhóm mà cái tình trạng miễn dịch kém cũng là những cái nhóm hết sức nguy cơ. Nước ta và Bộ Y tế Việt Nam thì cũng đã có những cái biện pháp như thế nào để chủ động phòng ngừa với đậu mùa khỉ ạ? Tại Việt Nam thì tồn tại hai hệ thống giám sát. Một là hệ thống giám sát dựa vào chỉ số, tức là chúng ta dựa vào bệnh viện, dựa vào các cái cơ sở y tế để phát hiện sớm những cái trường hợp có các cái triệu chứng điển hình. Hệ thống giám sát dựa vào sự kiện đã được đẩy mạnh trong nhiều năm gần đây. Trước mắt, các viện vệ sinh dịch tễ cũng như là các CDC cũng đã được thông báo về những cái nội dung này. Và cái việc mà giám sát cũng sẽ được thực hiện song hành để mà có thể đảm bảo rằng là chúng ta không bị bỏ sót những cái đối tượng mà có thể là những cái nguồn lây tiềm tàng trong cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Sau đây là thông tin cập nhật về dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, toàn quốc vẫn ghi nhận có ca nhiễm mới, tuy nhiên số ca nhiễm hiện đã giảm sâu. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 5 đến 16 giờ ngày 26 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 1.275 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày, có 7.223 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận thêm ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 10.714.008 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 9.422.085 ca. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ vẫn xảy ra thường xuyên, gây ra nhiều hệ lụy đau lòng. Đặc biệt ở khu vực miền núi vùng cao, việc phòng ngừa thương tích và đuối nước cho trẻ càng cần được quan tâm. Mới vào đầu hè, nhưng mỗi tuần khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn điều trị hơn 3 ca tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong đó nhóm tuổi từ 2 đến 5 tuổi chiếm hơn 50%. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã xảy ra hơn 16 vụ đuối nước khiến 10 nạn nhân tử vong, trong đó chủ yếu là trẻ em. Tại Bắc Cạn có nhiều sông suối chảy xiết và mùa hè các em thích đến các khu vực ao hồ sông suối để chơi, tắm mát. Do không được trang bị đầy đủ kỹ năng nên rất dễ xảy ra đuối nước. Các bậc phụ huynh cần lưu ý là đặc biệt, cần phải quan tâm thường xuyên là giám sát trẻ, không để trẻ tự ý chơi đùa tại những nơi mà có ao hồ sông suối, hướng dẫn và rèn luyện cho trẻ các cái kỹ năng bơi lội cũng như là các cái kỹ năng ứng phó với các tình huống tai nạn sự cố. Hè thì có sẽ rất là nhiều hoạt động do các anh chị của bên đoàn thanh niên tổ chức như là sinh hoạt hè. Thì đối với những hoạt động như vậy thì các bạn cần phải tham gia một cách vui chơi, bổ ích và lành mạnh. Kỳ nghỉ hè đến, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh cần trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình, giúp các em tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra. Ngày hôm nay, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang bùng phát mạnh, số ca mắc có chiều hướng tăng cao. Trong 7 ngày qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có gần 350 ca bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gần 60% so với tuần trước. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 2.800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 2 trường hợp tử vong. Nguy hiểm hơn, một số ổ dịch xuất hiện hai chủng DN1 và DN2. Điều này dẫn đến người bị sốt xuất huyết có thể mắc bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng.